Giữa bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang đến gần, một âm mưu ám sát chấn động đã diễn ra vào ngày 13 tháng 7 tại Butler, Pennsylvania, nhằm loại bỏ cựu tổng thống Donald Trump khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng. FBI xác định Thomas Mueller Schultz đến từ Battle Park, kẻ đứng sau vụ nổ súng tại sự kiện vận động tranh cử của ông Trump. Viên đạn sượt qua phần trên tay phải của ông Trump, khiến ông bị thương nhẹ và chứng kiến một vụ mưu sát cựu tổng thống Donald Trump. Đây vẫn là hiện trường vụ án đang diễn ra. Kevin Rojak, đặc vụ FBI phụ trách văn phòng Pittsburgh, cho biết tại cuộc họp báo ở Butler. Ông Rojak giải thích rằng FBI đã xác định danh tính nghi phạm thông qua xác nhận sinh trắc học vì Cruz không mang theo giấy tờ tùy thân. Khi được hỏi về loại súng sử dụng trong vụ tấn công và số phát súng bắn ra, ông Rojak cho biết hiện vẫn chưa có thông tin cụ thể. Các nhà chức trách đang điều tra quá trình diễn ra vụ nổ súng, bao gồm cả thông tin từ nhân chứng nhìn thấy tay súng trèo lên mái nhà. Một nhân chứng nói với BBC News rằng anh ta đã nhìn thấy nghi phạm cầm súng trường lên mái nhà và cố gắng thông báo cho cảnh sát trước khi vụ việc xảy ra. Mật vụ Mỹ cũng xác nhận nghi phạm bắn ông Trump từ một vị trí trên cao. Sẽ có một cuộc điều tra kéo dài để xác định chính xác những gì đã xảy ra và cách đối tượng tiếp cận địa điểm, cũng như loại vũ khí sử dụng. Quá trình này có thể kéo dài nhiều ngày, nhiều tuần và thậm chí nhiều tháng, ông Rojak nói thêm. Vụ nổ súng tại cuộc vận động tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump khiến một người tham dự thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng. Tay súng cũng bị mật vụ bắn hạ. Trung tá Josh Bevan thuộc cảnh sát bang Pennsylvania cho biết cả ba nạn nhân đều là nam giới. Sau khi được mật vụ đưa ra khỏi sân khấu và hộ tống đến nơi an toàn, ông Trump thừa nhận rằng ông không thể tin được hành động như vậy lại có thể xảy ra ở Mỹ. Ông Trump cho biết ông bị một viên đạn xuyên qua phần trên tay phải. Tôi ngay lập tức biết có điều không ổn khi nghe tiếng rít, tiếng nổ và sau đó cảm thấy viên đạn sượt qua da, ông Trump kể lại. Hình ảnh được công bố cho thấy máu vẫn chảy ở một bên tai của ông khi ông được các đặc vụ hộ tống rời khỏi sân khấu. Theo CNN, máy bay chở ông Trump đã hạ cánh xuống sân bay Newark ở New Jersey vào sáng 14 tháng 7. Trước đó, Thống đốc Pennsylvania George Shapiro cho biết ông Trump đã rời khỏi khu vực Butler sau vụ xả súng. Phó giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của ông Trump, Michael Martin, đã đăng một đoạn video quay cảnh ông xuống máy bay ở Newark. Mạnh mẽ và kiên cường, ông ấy sẽ không bao giờ ngừng chiến đấu vì nước Mỹ, Martin bình luận. Nhận định ban đầu về vụ ám sát hụt này cho thấy, đây có thể là một phần trong âm mưu lớn nhằm loại bỏ ông Trump trước thềm bầu cử tổng thống. Với tình hình chính trị đang căng thẳng, vụ việc này chắc chắn sẽ làm tăng thêm sự chú ý và lo ngại về an ninh cho các ứng cử viên tổng thống trong thời gian tới. Những dấu hiệu điều tra từ FBI cho thấy cựu tổng thống Donald Trump bị ám sát hụt. Trong cuộc họp báo được tổ chức tối 13 tháng 7, FBI xác nhận vụ tấn công vào ông Trump là hành động ám sát. FBI sẽ hợp tác với cơ quan mật vụ Mỹ, cơ quan thực thi pháp luật địa phương và tiểu bang để điều tra vụ việc, theo hãng tin AP. FBI cũng kêu gọi những ai có thông tin giúp ích cho cuộc điều tra thì liên hệ với đường dây nóng của cơ quan này. Cùng ngày, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết Hạ viện sẽ tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ về vụ tấn công, khẳng định rằng người dân Mỹ xứng đáng được biết sự thật. Chúng tôi sẽ đề nghị Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ Kimberly Chito, các quan chức khác từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ và FBI tham gia điều trần trước các ủy ban của chúng tôi càng sớm càng tốt, ông Johnson nói. Trong khi đó, phía Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết họ cũng đang điều tra về vụ ông Trump bị bắn. Bộ An ninh Nội địa và Cơ quan Mật vụ đang làm việc với các đối tác thực thi pháp luật để ứng phó và điều tra vụ nổ súng. Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas cho biết, chúng tôi đang hợp tác với Tổng thống Mỹ Joe Biden, cựu Tổng thống Trump và đội ngũ tranh cử của họ, đồng thời đang thực hiện mọi biện pháp có thể để đảm bảo an toàn và an ninh cho họ. Duy trì an ninh cho các ứng cử viên tổng thống và các sự kiện tranh cử của họ là một trong những ưu tiên quan trọng nhất của bộ chúng tôi, ông Mayorkas khẳng định. Trong diễn biến hỗn loạn từ vụ nổ súng trước đó, khi ông Trump bị bắn, một nhóm mật vụ nhanh chóng nhảy lên sân khấu và vây quanh ông Trump. Nhân viên an ninh vũ trang cũng nhanh chóng tiến lên trấn giữ bốn góc sân khấu. Một loạt tiếng súng thứ hai vang lên, mật vụ giữ ông Trump cúi sát sàn sân khấu trong 25 giây trước khi ai đó hét lên, tay súng đã bị hạ. Một mật vụ ra lệnh cho cả nhóm nhanh chóng đưa ông Trump đến nơi an toàn, trong khi đám đông tiếp tục la hét. Các mật vụ nâng ông Trump đứng dậy, chiếc mũ đỏ in dòng chữ Make America Great Again, làm Mỹ vĩ đại trở lại, không còn đội trên đầu, tóc ông rối bù và tai chảy nhiều máu. Một mật vụ giơ tay cao hơn đầu ông Trump để che chắn. Cựu tổng thống tiếp tục giơ nắm đấm lên trời và nói, chiến đấu, chiến đấu. Nhiều người trong đám đông bắt đầu hô vang, nước Mỹ, nước Mỹ. Mật vụ nhanh chóng hộ tống ông ra chiếc xe suit màu đen gần đó và rời đi. Nhân chứng cho biết họ nghe thấy 5 tiếng súng. Có người ban đầu chỉ nghĩ đây là trò đùa trước khi nhận thấy tình huống thực sự nguy hiểm. Sean Chester, người tham dự sự kiện 37 tuổi và ngồi phía sau ông Trump cho biết,
mọi người bắt đầu hoảng loạn, mọi thứ thật hỗn loạn. Sau khi được đưa đến nơi an toàn, ông Trump đăng bài lên mạng xã hội True Social cho hay, tôi bị viên đạn bắn xuyên qua phần trên tay phải. Sở mật vụ Mỹ cho biết, nghi phạm nổ súng bắn nhiều phát về phía sân khấu, từ vị trí trên cao, bên ngoài, nơi tổ chức cuộc vận động tranh cử, trước khi bị vô hiệu hóa. FBI xác định đây là âm mưu ám sát nhắm vào cựu Tổng thống Trump. Các nguồn tin thực thi pháp luật Mỹ cho biết, thông tin điều tra ban đầu cho biết, nghi phạm là nam giới, khoảng 20 tuổi và là người ở Pennsylvania. FBI đang tiến hành xét nghiệm ADN và kiểm tra sinh trắc học để xác minh danh tính nghi phạm. Vụ nổ súng đã gây chấn động khắp nước Mỹ và cả thế giới. Phản xạ nhanh giúp ông Trump thoát chết. Trong khoảnh khắc vết đạn sượt qua tai trong một âm mưu ám sát giữa thanh thiên bạch nhật, ông Trump ở tuổi 78 đã phản xạ đúng nguyên tắc Run, Hide, Fire mà Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI dùng để đào tạo. Rạng sáng ngày 14 tháng 7, theo giờ Việt Nam, nước Mỹ rúng động khi tiếng súng vang lên trong buổi vận động tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump ở thành phố Butler, bang Pennsylvania. Vài tiếng sau vụ việc, báo giới đã mổ xẻ ghi hình và nghe thấy tiếng ông nói liên tục với các thành viên mật vụ Mỹ trong video. Để tôi lấy lại đôi giày đã, tiết có phần hài hước này phản ánh sự điềm tĩnh kỳ lạ của chính trị gia 78 tuổi giữa lúc vết đạn vừa sượt qua tai. Khi ông Trump vừa dứt câu, hãy nhìn xem điều gì đã xảy ra. Những tiếng nổ lốp bốp vang lên, đám đông nhốn nháo và la hét. Trong lúc ông Trump đã thấy vết đau ở tai bên phải ngay sau đó, cựu Tổng thống Mỹ lập tức cúi người xuống sàn, núp phía dưới bục phát biểu. Sau khi các nhân viên an ninh lao tới, người ta thấy máu chảy bên tai phải của ông Trump. Hình ảnh từ video cũng cho thấy ông Trump lo sợ nhưng ít biểu hiện hoảng loạn. Trong micro, có tiếng ông liên tục yêu cầu nhân viên an ninh cho phép mình lấy lại đôi giày trước khi được hộ tống. Chuỗi hành động của ông Trump khá khớp với các nguyên tắc đào tạo của FBI về việc ứng phó trong tình huống khẩn cấp dạng này. Được biết, FBI có chương trình đào tạo cho dân thường mang tên Chuẩn bị và phòng ngừa tấn công bằng súng đang diễn ra, ASAPP, nhằm giúp công dân Mỹ chuẩn bị tốt hơn trong các vụ nổ súng trên đất Mỹ và nước ngoài. Chương trình dài 2 tiếng này đúc kết bài học từ nhiều năm nghiên cứu, triển khai diễn tập dựa trên tình huống để thực hành quy trình ra quyết định khi có súng nổ. Đây là chuỗi ra quyết định dựa trên nguyên tắc Run, Hide, Fire, chạy, trốn và chiến đấu để sinh tồn. Trong đó, chạy trốn là việc làm ưu tiên và chiến đấu là phương án cuối cùng nếu buộc phải như vậy. Việc ông Trump tìm đôi giày trong tình huống vừa qua là chi tiết không khớp với khuyến nghị bỏ lại đồ đạc khi có súng nổ của FBI. Tuy nhiên, hành động này lại có lợi cho hình ảnh điềm tĩnh, đôi khi được diễn giải thành gan dạ hoặc bản lĩnh của chính trị gia đang tranh cử tổng thống này. Giữa các nhân viên an ninh, ông Trump quay lại người dân và ống kính giơ cao nắm đấm và miệng thét lớn, Fight, chiến đấu. Chữ chiến đấu ấy vô tình là phương án cuối cùng trong nguyên tắc Run, Hide, Fight của FBI, đồng thời cũng chứa tính biểu tượng vô cùng đặc biệt trong mắt cử tri. Đám đông đang hoảng loạn trong tiếng súng cũng đã hưởng ứng nhiệt tình trước chữ chiến đấu của ông. Ông Trump lên tiếng, tôi đã bị trúng đạn vào tai. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội rằng ông đã bị trúng đạn vào tai trong khi vận động tranh cử. Viết trên trang xã hội Truth Social, sau khi xảy ra sự việc nổ súng ở buổi vận động tranh cử tại thành phố Butler, Pennsylvania vào ngày 13 tháng 7, cựu Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã bị trúng đạn vào tai, theo tờ The Hill. Tôi biết ngay rằng có điều gì đó không ổn sau khi tôi nghe thấy tiếng rít, tiếng súng và ngay lập tức cảm thấy viên đạn xé toạc ra. Máu chảy nhiều nên lúc đó tôi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, ông Trump viết. Cựu Tổng thống Donald Trump bị chảy máu tai và được các mật vụ hộ tống rời khỏi sân khấu tranh cử, đi vào trong xe hơi hộ tống chỉ vài phút. Sau khi ông có mặt, cuộc vận động tranh cử ở thành phố Butler, Pennsylvania vào ngày 13 tháng 7, sau một loạt tiếng nổ, có thể là tiếng súng, tờ The New York Times đưa tin, con trai cả của ông Trump, ông Donald Trump Jr. cho biết, đã nói chuyện với cha sau khi ông bị thương tại cuộc vận động tranh cử tại thành phố Butler, Pennsylvania vào ngày 13 tháng 7, nói rằng cựu Tổng thống đang có tinh thần rất tốt,
theo The Hill. Tôi vừa nói chuyện với cha tôi qua điện thoại và ông ấy đang có tinh thần rất tốt. Ông ấy sẽ không bao giờ ngừng chiến đấu để cứu nước Mỹ, ông Donald Trump Jr. nói. Nghi phạm nổ súng vào ông Trump khả năng là tay bắn tỉa, đài CNN dẫn một số nguồn tin rằng nghi phạm nổ súng tại cuộc vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump đã ở trên một mái nhà liền kề địa điểm tranh cử. Ngày 13 tháng 7, đài CNN dẫn 3 nguồn thực thi pháp luật rằng nghi phạm nổ súng tại cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump khiến ông bị thương đã ở bên ngoài địa điểm tổ chức cuộc vận động tranh cử tại thành phố Butler, bang Pennsylvania, Mỹ. Hai trong số những nguồn tin trên cho biết nghi phạm đã ở trên một mái nhà bên ngoài địa điểm vận động tranh cử. Nhiều nguồn thực thi pháp luật đã gọi nghi phạm này là một tay bắn tỉa, mặc dù các chi tiết vẫn chưa rõ ràng. Trưởng lý hạt Butler, ông Richard Goldinger, cho biết ông được thám tử báo cáo rằng kẻ nổ súng ở trong một tòa nhà liền kề với địa điểm tranh cử nhưng vẫn chưa có thêm thông tin chi tiết nào về người này. Sẽ cần một khẩu súng trường, nó cách đó vài trăm mét, ông Goldinger nói. Nhân chứng vụ việc ông Trump bị thương khi vận động tranh cử. Cựu Tổng thống Donald Trump bị chảy máu tai và được các mật vụ hộ tống rời khỏi sân khấu tranh cử, đi vào trong xe hơi hộ tống chỉ vài phút sau khi ông có mặt tại cuộc vận động tranh cử tại thành phố Butler, Pennsylvania vào ngày 13 tháng 7 sau một loạt tiếng nổ có thể là tiếng súng, tờ The New York Times đưa tin. Nguồn gốc chính xác của tiếng động vẫn chưa được xác định rõ, nhưng tai của ông Trump dường như chảy máu rất nhiều khi ông được đưa khỏi sân khấu. Ông Trump nhanh chóng cúi xuống sau tiếng nổ xuất hiện, với âm thanh phát ra từ khán đài bên trái nơi ông đang đứng. Tôi thấy máu trên tai ông ấy, ông Romals, một người tham gia cuộc vận động tranh cử của ông Trump, khẳng định. Nhân chứng này cho biết thêm, anh ta đã thấy một nam giới bị các sĩ quan quân đội mặc đồng phục truy đuổi. Một luật sư quận Butler, nơi diễn ra sự kiện tranh cử của ông Trump, cho biết cả hai người chết gồm đối tượng nổ súng và một người dự sự kiện, một người khác trong tình trạng nguy kịch. Vụ nổ súng xảy ra chưa đầy 4 tháng trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Ông Trump mới bắt đầu bài phát biểu của mình thì tiếng súng vang lên. Các nhân viên mật vụ ngay lập tức lao tới bảo vệ ông và khoảng 1 phút sau, nhà cựu lãnh đạo này đã được đưa khỏi bục phát biểu và lên xe đang chờ. Sau khi tiếng nổ phát ra, mật vụ nhanh chóng bao quanh ông Trump. Đám đông bắt đầu la hét do nghe thấy tiếng nổ. Ông Trump vẫn giơ nắm đấm thể hiện sự quyết tâm về phía đám đông và được mật vụ nhanh chóng che chắn và đưa xuống sân khấu. Đoàn xe nhanh chóng rời khỏi nơi vận động tranh cử. Sau khi ông Trump bị chảy máu tai và được đưa rời đi, một nhóm sĩ quan an ninh mặc đồ thường đã hộ tống một người nào đó rời khỏi một dãy khán đài bên trái bục ông Trump phát biểu. Ông Stephen Chang-ung, người phát ngôn của ông Trump, cho biết ông Trump vẫn ổn và đang được kiểm tra tại một cơ sở y tế địa phương và chi tiết sẽ được thông tin thêm. Ông Chang-ung nói thêm rằng ông Trump cảm ơn lực lượng thực thi pháp luật và lực lượng ứng cứu vì đã hành động khẩn trương trước hành vi hung hãn này. Cảnh sát bắt đầu phong tỏa khu vực. Những người tham dự cuộc vận động tranh cử bắt đầu tản ra và có thể nhìn thấy máu trên khán đài. Tới tối ngày 13 tháng 7, vẫn chưa rõ chính xác điều gì đã xảy ra, theo đài CNN. Tổng thống Joe Biden đã được thông tin về sự việc. Đến 8 giờ tối ngày 13 tháng 7, giờ Mỹ, CNN dẫn nguồn các quan chức thực thi pháp luật cho biết, cơ quan mật vụ Mỹ đã bắn chết một nghi phạm nổ súng tại cuộc vận động tranh cử của ông Trump. Hiện vẫn chưa rõ nghi phạm sử dụng loại vũ khí nào. Người phát ngôn của cơ quan mật vụ Mỹ Anthony Wolemy cho biết cơ quan này đã thực hiện các biện pháp bảo vệ và cựu tổng thống vẫn an toàn. Ông Wolemy nói thêm rằng vụ việc hiện đang được cơ quan mật vụ tích cực điều tra và sẽ công bố thêm thông tin nếu có. Trước nay, những người tham dự các cuộc vận động tranh cử của ông Trump đều phải trải qua kiểm tra an ninh. Họ sẽ được kiểm tra bằng máy dò kim loại, túi xách và đồ đạc của họ sẽ bị kiểm tra để xem có chứa vũ khí và các mặt hàng bị cấm hay không. Tổng thống Joe Biden đã được thông tin về sự việc. Đến 8 giờ tối ngày 13 tháng 7, giờ Mỹ, CNN dẫn nguồn các quan chức thực thi pháp luật cho biết,
cơ quan mật vụ Mỹ đã bắn chết một nghi phạm nổ súng tại cuộc vận động tranh cử của ông Trump. Hiện vẫn chưa rõ nghi phạm sử dụng loại vũ khí nào. Người phát ngôn của cơ quan mật vụ Mỹ Anthony Guillemi cho biết cơ quan này đã thực hiện các biện pháp bảo vệ và cựu tổng thống vẫn an toàn. Ông Guillemi nói thêm rằng vụ việc hiện đang được cơ quan mật vụ tích cực điều tra và sẽ công bố thêm thông tin nếu có. Trước nay, những người tham dự các cuộc vận động tranh cử của ông Trump đều phải trải qua kiểm tra an ninh. Họ sẽ được kiểm tra bằng máy dò kim loại, túi sách và đồ đạc của họ sẽ bị kiểm tra để xem có chứa vũ khí và các mặt hàng bị cấm hay không. Trên mạng xã hội X Chính trị gia Cộng Hòa, Dân Chủ phẫn nộ việc ông Trump bị thương khi vận động tranh cử. Nhiều chính trị gia từ cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ bày tỏ sự phẫn nộ và cầu nguyện cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sau vụ ông Trump bị thương khi vận động tranh cử. Nhiều chính trị gia Mỹ lên tiếng sau sự việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị chảy ở tai sau khi có tiếng nổ dường như là tiếng súng trong lúc ông vận động tranh cử tại thành phố Butler, bang Pennsylvania, ngày 13 tháng 7, theo đài CNN. Theo thông tin mới nhất từ người phát ngôn của ông Trump, ông Stephen Chung thì cựu Tổng thống vẫn ổn. Ông Trump cảm ơn lực lượng thực thi pháp luật và những người ứng cứu đầu tiên vì đã hành động nhanh chóng trong hành động tàn ác này. Ông ấy vẫn ổn và đang được kiểm tra tại một cơ sở y tế địa phương. Chúng tôi sẽ thông báo thêm chi tiết, ông Chung nói. Ngay sau vụ việc, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson viết trên X kêu gọi cầu nguyện cho ông Trump. Nhiều nhân vật chủ chốt khác của đảng Cộng Hòa cũng kêu gọi cầu nguyện cho ông Trump. Thượng nghị sĩ bang Florida, ông Marco Rubio kêu gọi cầu nguyện cho ông Trump và tất cả những người tham dự sự kiện ở Pennsylvania hôm nay. Mọi người hãy cùng tôi cầu nguyện cho ông Trump và những người tham gia sự kiện đó. Tôi hy vọng mọi người đều ổn, theo thượng nghị sĩ bang Ohio J.D. Vance. Thống đốc bang North Dakota, ông Doug Burgum kêu gọi cầu nguyện cho những người tham dự sự kiện, nói rằng chúng ta đều biết ông Trump mạnh mẽ hơn kẻ thù của ông ấy. Hôm nay ông đã thể hiện điều đó. Cầu nguyện cho cựu Tổng thống Trump và mọi người tại cuộc biểu tình ở Pennsylvania. Cầu xin Chúa che chở cho tất cả mọi người, ông Tim Scott, thượng nghị sĩ bang South Carolina, viết trên X. Thống đốc South Dakota Kristi Noem nói rằng ông Trump là người đàn ông cứng rắn nhất mà bà từng gặp. Không ai từng trải qua những gì ông ấy đã trải qua. Mong rằng công lý sẽ nhanh chóng được thực thi đối với kẻ tấn công ông ấy, bà Noem viết trên X. Xin hãy cầu nguyện cho ông Trump, gia đình ông và tất cả những người yêu nước tại sự kiện hôm nay ở Pennsylvania, hạ nghị sĩ Alice Stefanik kêu gọi. Cùng ngày, thượng nghị sĩ Bill Hagerty đăng lên X bức ảnh Trump ông giơ nắm đấm lên không trung và máu ở tay phải, cùng dòng trạng thái, hãy cầu nguyện cho tổng thống của chúng ta. Ông ấy là người mạnh mẽ nhất mà tôi biết. Chủ tịch hội nghị đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Alice Stefanik cũng đăng tải dòng trạng thái, xin hãy cầu nguyện cho ông Trump, gia đình ông và tất cả những người yêu nước tại cuộc sự kiện ở Pennsylvania. Về phía đảng Dân Chủ, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden đã nhận được báo cáo ban đầu về việc ông Trump bị thương khi vận động tranh cử. Lãnh đạo đảng Dân Chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries nói rằng ông đang cầu nguyện cho cựu Tổng thống Trump. Tôi xin gửi lời cầu nguyện tới cựu Tổng thống Trump. Tôi biết ơn phản ứng quyết liệt của lực lượng thực thi pháp luật. Nước Mỹ là một nền dân chủ. Bất kỳ hình thức bạo lực chính trị nào cũng không bao giờ được chấp nhận, ông Jeffries viết trên X. Ông Josh Shapiro, thống đốc bang Pennsylvania, nơi xảy ra vụ tấn công, đã lên án bạo lực chính trị và cho biết ông đã được thông báo về vụ việc của ông Trump. Bạo lực nhắm vào bất kỳ đảng phái chính trị hoặc nhà lãnh đạo chính trị nào đều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Không có chỗ cho bạo lực ở Pennsylvania hay Mỹ. Tôi đã được thông báo về tình hình. Cảnh sát bang đang có mặt tại hiện trường và làm việc với các đối tác cấp liên bang và địa phương. Lãnh đạo đảng Dân Chủ tại Thượng viện Chuck Schumer nói rằng ông kinh hoàng trước những gì đã xảy ra tại cuộc vận động tranh cử của ông Trump ở Pennsylvania và nhẹ nhõm khi biết cựu Tổng thống Trump vẫn an toàn. Bạo lực chính trị không có chỗ đứng ở đất nước chúng ta, Schumer viết trên X. Phản ứng quốc tế sau vụ ông Trump bị thương khi vận động tranh cử. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng ông và vợ bị sốc trước cuộc tấn công rõ ràng vào ông Trump. Tổng thống Honduras Xiomara Castro Yeyelaya viết trên X, bạo lực sẽ tạo ra nhiều bạo lực hơn. Tôi lấy làm tiếc về những gì đang xảy ra trong quá trình bầu cử ở Mỹ. Tôi đoàn kết với ông Donald Trump.
Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cũng gửi lời cầu nguyện tới ông Trump. Bị ám sát, ông Trump càng có cơ hội đắc cử. Sự kiện chấn động này xảy ra giữa lúc ông Trump có cơ hội chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và chỉ cách vài ngày trước thời điểm ông Trump chính thức là ứng viên đề cử của Đảng Cộng Hòa. Nói cách khác, dù suýt chết, vụ nổ súng ở Pennsylvania nêu trên nhiều khả năng sẽ càng có lợi cho ông Trump. Lâu nay, trước các cuộc cáo buộc và truy tố, ông đã nhiều lần phản ứng bằng cách gọi đó là màn truy cùng đuổi tận của các đối thủ chính trị và tạo cho cử tri ủng hộ ông một hình ảnh Donald Trump không đầu hàng. Vụ nổ súng này có thể là tình tiết diễn tả hoàn hảo thái độ không đầu hàng ấy, và giờ ông Trump thực sự là một nạn nhân ám sát theo nghĩa đen. Giai đoạn 2015-2016, thời Tổng thống Barack Obama của Đảng Dân Chủ, ông Trump đã liên tục thu hút thêm sự ủng hộ mỗi vụ xả súng kinh hoàng ở Mỹ. Hiện nay, một lần nữa, khi đối diện với Đảng Dân Chủ, ông Trump có thể tiếp tục dùng tình trạng bạo lực súng đạn để thúc đẩy các chương trình nghị sự của mình liên quan tới vấn đề này. Trong diễn biến mới nhất, tỷ phú Elon Musk đã chính thức ủng hộ ông Trump sau vụ nổ súng Pennsylvania. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!